Xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch nha. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi lại review giới thiệu với 500 anh em 5 mẫu đồng hồ thương hiệu Sunrise đến từ Thụy Sĩ, phiên bản dây đờ mi, vỏ đờ mi, mặt trắng, đang có mặt tại tổng đồng hồ The Watch của chúng tôi. Vâng, bây giờ cũng không nan man nữa, chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh em nhé. Rồi. Rồi, đến với mẫu đầu tiên thì đây trước mắt anh chị em, đây là một mẫu đồng hồ Sunrise dành cho nam giới, mặt được thiết kế rất là yêu luôn này, phân thành hai nửa trên dưới, rất là lạ mắt đấy, rất là lạ mắt mà trẻ trung đấy. Thì ô lịch ngày thì ở cọc số 6 giờ đó, và cọc số là 3, 6, 9, 12 đều được đính đá pha lê. Đều được tính một viên đá pha lê đây anh em nhé. Đó, mặt kính thì bằng hoàn toàn sapphire anh em nhé. Chất liệu vỏ dây là thép 316L, trên kim đây, trên phần kim để đều có dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em. Đấy, dây vỏ đờ mi. Đấy, đờ mi là gì? Đờ mi là màu nữa được kết hợp giữa hai màu với nhau, màu vàng và màu trắng, nó gọi là đờ mi anh em ạ. Đây là phần sau này. Đấy, khóa thì đây tôi sẽ lôi cho em nó. Vâng, đây khóa của em nó là khóa bướm anh em nhé. Này, khóa bướm đó, rất là đẹp luôn. Đấy, trên khóa được khắc logo của Sunrise này. Đấy, tất cả đều hàng chính hãng anh em nhé. Đây, mặt sau của em nó này, đây mặt sau em nó này, gồm có mã của sản phẩm này và thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Ngoài ra thì có một cái tem ở đây, mã cốt. Đấy, mã cốt để cho anh em có thể là cào mã cốt này để check xem có phải là hàng chính hãng hay không đó. Thì mặt được thiết kế rất là đẹp luôn anh em ạ, trẻ trung này. Đấy, mặt đờ mi luôn, vàng trắng kết hợp với nhau đó. Thì thương hiệu Sunrise này thì một số anh em cũng biết rồi, được ra đời từ năm 1893 đấy, tại Thụy Sĩ. Đấy, về sau được nhượng quyền lại bán cho Hồng Kông vào năm 1991 đó. Thì cho nên là bây giờ thì vì sao cái giá thành của cái thương hiệu Sunrise này nó lại rất là hợp lý, bởi vì đơn giản thôi, bởi vì được sản xuất tại nước thứ ba cho nên là giá thành nó cũng hợp lý hơn. Cái đấy thì được lợi cho người tiêu dùng chúng ta. Vâng, thì đây giá của em nó là 2.590.000. Thì nếu anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 20% đó, 20% thì giá của em nó chỉ còn khoảng tầm 2.1 gì đấy thôi anh em nhé, khoảng đấy, khoảng 2.1 thôi đó. Thế đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có cái thẻ bảo hành đây. Đấy, thẻ bảo hành chính hãng đây anh em nhé. Đây, thẻ bảo hành chính hãng này đó, thẻ bảo hành quốc tế nhé, đây này đó, có địa chỉ website các thứ đầy đủ luôn. Đây, đằng sau là điền thông các thông tin, thông số kỹ thuật của mã sản phẩm để bảo hành cho anh em. Thì bảo hành được bảo hành 2 năm anh em nhé, bảo hành 2 năm cho anh em, có vấn đề gì về hết pin hoặc là máy móc có vấn đề thì chúng tôi sẽ thay thế miễn phí cho anh em. Đây, còn ngoài ra thì đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sunrise đó. Đây, đấy, logo khắc nhũ bạc ở trong rất là đẹp, trong có một quả bông đó. Đây là chiếc hộp. Thế ngoài ra thì sẽ có túi đây. Đây, sẽ có một cái túi Sunrise chính hãng luôn anh em ạ. Đó, chiếc túi Sunrise chính hãng nhé. Nhưng mà khi anh em mua online thì tôi cũng ít khi gửi cái túi này, bởi vì nó cũng nặng thì nó lại thêm cái chi phí về vận chuyển các thứ nữa, thì cũng ít khi gửi cái túi này cho anh em đó. Thì đồng hồ hiện tại thì tôi chưa cho chạy, đây cho chạy này anh em này, đó đó, rất là yêu luôn. Vâng, bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt cho anh em để anh em có thể xem được cái size mặt của em nó là khoảng bao nhiêu nhé. Đây, size mặt 40 anh em nhé. Đây là size mặt 40, mẫu này là size mặt 40 và độ dày chỉ khoảng 7mm thôi đó, chỉ khoảng 7mm thôi anh em nhé, rất là mỏng luôn. Nếu mà anh em mình chỉ muốn đeo văn phòng, đeo đơn giản đấy, hoặc là các anh các bạn sinh viên, học sinh, công nhân đều đeo được hết. Giá thành thì rất là hợp lý. Vâng, sản phẩm chính hãng bảo hành 2 năm cho anh em. Theo Sunrise này thì không phải nghĩ rồi, về chất liệu chống nước thoải mái luôn, anh em đi mưa rửa tay tắm tiếp thoải mái được, không nên đi bơi, bởi vì đây nó không phải là dòng chuyên dụng để bơi, cho nên anh em nếu bơi lội thì cũng nên hạn chế nhé. Đó, anh em có cần hỏi thêm gì thì cũng có thể là comment dưới video này để tôi sẽ có thể giải đáp cho anh em thêm nhé. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Thì đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ thương hiệu Sunrise. Đó,
kính này, hoàn toàn bằng sapphire. Đấy, ở các cọc số đều được đính đá nhé. Này, cọc số đều được đính đá pha lê. Đó, rất là long lanh luôn. Đấy, kim cũng kim vót nhọn và có dạ quang ở trên kim này, sáng vào ban đêm. Ở cọc số 3 giờ là lịch ngày. Đó, dây vỏ đờ mi, size mặt cũng chỉ là 40 thôi anh em nhé. Size mặt chỉ 40 thôi. Đây, size mặt là 40. Độ dày cũng khoảng 7mm thôi, 6-7mm. Đó, 6-7mm thôi, rất là mỏng luôn. Đây anh em này. Đó. Đấy, trên núm mà chốt vặn thì bao giờ cũng có khắc chìm logo của Sungai. Đây, phần dây này. Phần khóa. Đây. Phần khóa này, khóa bướm này. Đấy, khóa hộp ba rất là đẹp luôn. Này. Đấy. Hàng chính hãng thì bao giờ cái độ tinh xảo của nó thì anh em cũng biết rồi, lúc nào nó cũng sắc rất là sắc nét và nó tinh tế luôn. Này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đều là thép 316L hết nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em có thể là chiêm ngưỡng. Thì anh em có cổ tay khoảng tầm 19 đổ xuống, 15, 16 đổ lên là đeo mẫu này đều được. Đều đeo được hết anh em ạ. Đây anh em này. Đấy, cổ tay của tôi 19, 20 cho nên là tôi đeo nó cũng rất ok đây. Đấy anh em nhìn em. Rất ôm tay, rất vừa vặn luôn. Đó. Bình thường thì tôi đeo 42, 43 thì tôi đeo rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà mẫu này lên tay cũng không đến nỗi tệ đúng không ạ? Này, rất chất luôn. Đấy, ví dụ anh em nào thì thích cái mặt đơn giản thôi, dây vỏ đơn giản thì đeo mẫu này khỏi nghĩ luôn. Đấy, trên dây vẫn còn là nguyên siêu. Này này, dây bóng vẫn còn mặc nguyên, chúng tôi chưa bóc. Đấy, nguyên bản luôn. Giá của em này thì sao nào? Giá em này là 2.590.000, anh em mua online chúng tôi sẽ xem 20% cho anh em, chỉ còn khoảng 2.1 thôi anh em nhé. Đó, được bảo hành 2 năm. Được bảo hành 2 năm, khỏi phải nghĩ luôn. Dây vỏ đờ mi đeo cực kỳ đẹp. Trong những cái mẫu đồng hồ ấy, thì dây vỏ đờ mi là cái mẫu là dễ đeo và dễ đẹp nhất và trẻ trung nhất anh em nhé. Được kết hợp với hai màu vàng và trắng bạc thì rất là đẹp. Độ trượt nước cũng vậy thôi, đều là 3 ATM, cho anh em đi mưa rửa tay, tắm thoải mái được. Tôi bán đồng hồ thương hiệu Sungai này thì cũng rất ít khi là bị cái tình trạng nước vào anh em ạ. Bởi vì đơn giản nó là nó làm rất là tốt về chất liệu cũng như là cái độ chống nước của nó làm rất là tốt. Đó. Thì nhiều khi là anh em có thể là tắm giặt ấy, bị móc cái khăn hay cái chỉ hoặc cái gì đó vào đây này, nó tuột cái chốt ra như này thì nước nó sẽ qua cái đường chốt này vào. Đấy. Cho nên là nhiều khi là anh em tắm giặt thì tôi nghĩ nên bỏ ra. Bởi vì nhiều khi anh em ạ, là nước nó vào những cái chốt này này, nước nó vào những cái chốt này, cái chốt bên trong của cái dây đây này, cái chốt nó nhỏ lỗ này này, hoặc là trong những cái khóa này này, đấy, thì nó làm cho là mình bị hoen dỉ thì nó không phải là dỉ mà nó kiểu rằng nó làm cho những cái lò xo, những cái bộ phận của mình nó kém đi, thì nó nhanh hỏng cái sản phẩm của mình, cho nên là anh em mình giữ gìn một chút thì nó sẽ tốt hơn. Và sang đến mẫu đồng hồ thứ ba này thì anh em cũng nhìn thấy rồi, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là hay luôn, rất là tinh tế luôn, được kết hợp giữa số La Mã và vạch số. Đó, thì lịch thứ và lịch ngày được đặt ở cặp số 3 giờ truyền thống. Đó, kim vót nhọn. Đó, rất là yêu luôn, dây vỏ đờ mi. Đấy, size mặt cũng 40. Đấy, khóa đều là khóa bướm. Rất đẹp, độ chuyển nước 3 ATM, mặt kính là sapphire. Đó, máy quắc. Đấy, nếu mà đeo em này thì tôi nghĩ cũng không phải nghĩ điều gì cả. Vâng, giá của em nó cũng đều là giá đồng giá giống nhau, 2.590.000. Giờ tôi sẽ đeo tay cho anh em xem. Đây anh em này, quá đơn giản và quá đẹp luôn đúng không ạ? Những cái gì đơn giản càng đẹp anh em ạ. Chữ cầu kỳ quá thì cũng nhiều khi là cũng không phải là đẹp đâu. Đó, rất mỏng luôn. Nếu anh em chỉ thích một cái đồng hồ mà để xem giờ, mỏng manh nhẹ nhàng, bền bỉ thì tôi nghĩ đây là một thương hiệu cũng nên bỏ qua anh em nhé. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Giá thành thì cũng rất hợp lý, nó khoảng 2 triệu, được bảo hành 2 năm cho anh em, không phải nghĩ cái điều gì luôn. Đó, cực kỳ ok luôn. Đó, đây đều là mặt sau thì cũng thế thôi, mặt sau đều là có thông số kỹ thuật của thương hiệu cũng như là mã số của đồng hồ. Đó, cũng như là có mã code để cho anh em có thể check được hàng chính hãng hay không.
Thì giờ bắt chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm. Tôi bán ở trên kênh cũng rất là nhiều rồi, cho anh em cũng chưa thấy có một phản hồi nào xấu đến về sản phẩm đâu. Anh em có thể xem ở trên kênh của chúng tôi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Thì đây trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ cũng tương tự gần như là cái mẫu đồng hồ thứ ba đây, nhưng mà nó có sự khác biệt. Đấy, mặt khác biệt nhau anh em nhé. Vâng, mặt trên mẫu đồng hồ thứ ba thì được có những cái đường lượn hoặc là đường lượn sóng đây này, nó hoặc là gọi là đường vẩy cá đấy đó. Nhưng mà trên mẫu đồng hồ này nó sẽ khác một chút đó, nó không có, nhưng mà nó lại có những cái vạch gọi là vạch dây đấy, vạch dây phút. Trên mặt số của mẫu đồng hồ này thì cũng đều là có số La Mã kết hợp với vạch số, tạo nên sự cổ điển cũng như là tinh tế của cái mẫu đồng hồ này. Kim giờ và kim phút cũng đều được điểm dạ quang, đây này, sáng rực vào ban đêm luôn. Đây anh em nhìn thấy không, xanh le luôn này, rất là sáng sủa luôn đó. Dây vỏ đều là dây vỏ đờ mi thép 316L không gỉ, cho nên anh em yên tâm. Gặp số 6 giờ là có lịch ngay cho anh em có thể là xem ngày xem giờ được. Giá của em nó là 2.590.000 anh em nhé. Vâng, sai mặt thì là đây, tôi đo sai mặt cho anh em xem này. Đó, cũng đều là sai mặt 40 anh em nhé, sai mặt 40 đó, sai mặt 40, độ dày chỉ khoảng tầm 6-7mm thôi, rất mỏng luôn, siêu mỏng đó. Đây tôi đeo lên tay cho anh em xem này, đấy, điều chưa anh em, quá đẹp đúng không ạ? Đấy thì anh em ví dụ là yêu mẫu nào, kết mẫu nào thì có thể là nhắn tin comment hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Và ví dụ là anh em bảo là tôi mua mẫu số 4, mẫu số 3, mẫu số 5, mẫu số 2, ví dụ vậy nha anh em nhé. Đây, đó, mặt kính là sapphire, đây có chữ sapphire to vật ở trên mặt số đây anh em nhé. Đó, có đầy đủ các chức năng cho anh em. Đây, khóa để khóa bướm nhé. Đây, rất sắc nét anh em nhìn thấy không, có một điểm lỗi nào không? Đấy, trên khóa đều được khắc kìm logo của thân dài luôn. Đây, giá của em nó cũng đều là 2.590.000. Vâng, đều đồng giá giống nhau anh em ạ. Đều là sale 20% anh em nhé. Sale 20% còn khoảng 2.1 rồi. Trên mạng thì cũng có một số đơn vị bán, tôi không biết làm sao, nhưng mà những mẫu đồng hồ này bán có hơn triệu thì tôi nghĩ là không hiểu là họ nhập ở nguồn hàng nào thì tôi cũng không biết. Nhưng mà chúng tôi nhập cái giá đấy chúng tôi cũng còn không có nhập được đâu ạ. Cho nên là nhiều khi anh em mua hàng trên các trang điện thương mại điện tử hoặc là trên mạng thì cũng phải cẩn thận nhé. Thì đây là một mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay, cũng là mẫu số 5 trong buổi review hôm nay nhé. Thì đây trước mắt anh em thì nhìn đây một mẫu đồng hồ được thiết kế mặt dial này rất là yêu luôn. Có những cái vạch này, có những cái vạch kẻ giống như của cái thương hiệu Bookberry ấy anh em. Đó, nó có những cái kẻ vạch này rất là đẹp luôn, kẻ chung năng động. Kim giờ và kim phút là kim bút chì này, tôi chưa cho chạy này. Đấy, kim bút chì đều được điểm dạ quang, có lịch thứ và lịch ngày ở cọc số 3 giờ. Tôi đánh giá mẫu này thì rất là đẹp, cái ở phần dây được thiết kế, vỏ được thiết kế rất là đẹp đây anh em này, rất là khỏe khoắn luôn. Đấy, nguyên siêu chưa bóc nhá. Cái khóa thì cũng đều là khóa bướm rồi, đều là khóa bướm, đó là đặc thù của thương hiệu Sanjay rồi, họ hay thiết kế là khóa bướm là chính. Đây anh em này, đó, có bướm này, đây phần đáy này, đáy thì có thông số của mẫu đồng hồ cũng như là có cái cốt để cho anh em check hàng chính hãng. Thì size mặt cũng là 40, đây tôi đo cho anh em xem này, đó, size mặt có 40 anh em nhé, và độ dày khoảng 6-7mm thôi, rất mỏng, rất đẹp luôn anh em nhé. Mẫu này thì không phải bàn rồi, lên tay thì cực kỳ yêu luôn. Đây tôi đeo tay cho anh em ngắm này. Đây, anh em thấy thế nào? Đó, rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Đấy, mặt tia rất là yêu luôn này. Đây, mặt tia rất là đẹp luôn, trẻ trung năng động anh em, là cứ khoảng tầm 18-19 trở lên là đeo mẫu này khỏi nghĩ rồi.
tới khoảng 50 đổ xuống là đeo mẫu này đều được hết anh em ạ. Trung trung tuổi cũng đeo được. Bởi vì thương hiệu Sanjai này nó khá là lành, dễ đeo mà giá cả hợp lý. Thì giá của em nó đây, giá của em nó là 2.890.000. Đây là mẫu đắt nhất trong vào 5 mẫu trong buổi review hôm nay. Thì anh em mua online cũng được sale 20%. Và 20% thì cũng khoảng tầm 2.4 triệu hoặc 2.3 triệu gì đấy thôi anh em nhé. Khoảng 2.3 triệu, 2.4 triệu gì đấy. Đi kèm với sản phẩm gì đấy như lúc nãy tôi cũng giới thiệu rồi. Bao giờ có chiếc hộp này, một chiếc hộp chính hãng này và thẻ bảo hành quốc tế này. Đấy, thẻ bảo hành được bảo hành 2 năm anh chị em nhé. Sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giữa mắt của chúng tôi. Ở đây. Đó, có số hotline này, có công ty này, tên công ty này, địa chỉ này. Thứ nhất là bán ở The Garden này, đường Mỹ Trình, Mỹ Đình Nam, trên thành phố Hà Nội. Và cái tầng 1 trung tâm thương mại Mipec Long Biên này thì tôi vừa mới đổi địa chỉ về tại trung tâm thương mại Savico Long Biên. Cách đấy khoảng 2-3 cây. Vâng. Thì tại trung tâm thương mại Savico Long Biên thì các visit này tôi hiện tại vẫn chưa đổi cái mới, cho nên là nó vẫn còn cái địa chỉ cũ ở đây. Thì ngoài ra thì có website đây anh em nhé, website này. Vâng, anh em mua online thì hãy comment dưới video này hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hotline trên màn hình anh em nhé. Vâng, thấy video này hay, ý nghĩa thì anh em hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giữa mắt của chúng tôi ngày càng làm nhiều video hay hơn nữa, cũng như là xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những buổi review lần sau. Xin chào.